buổi sáng. Hôm nay mình dậy phải dậy sớm nè để mà ra làm một cái video clip hướng dẫn mọi người chấm bông cây mãng cầu. Có rất có nhiều cái video clip ở trên mạng họ chỉ chấm bông nhưng mà thật ra không có hoàn hảo lắm. Cho nên hôm nay mình làm cái video clip này thôi, chỉ cho các bạn cách chấm bông mãng cầu một cách thật là hoàn hảo. Trái nó to mà tròn, nó không có bị móp méo, nó không bị trầy trợt cái trái. Cho nên khi nó lớn lên nó tròn đẹp. Bây giờ mời mọi người tiếp coi theo cái cách mình làm nhé. Ok, let's go. Trước tiên mình phải chuẩn bị một cái ly và một cái cọ ha, một cái cọ để mà chấm bông. Cái cọ này phải làm bằng cái cọ làm bằng lông thú nha các bạn, không có mua cái loại cọ mà làm bằng nhựa hoặc làm bằng 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 bông chổi là nó không có tốt, nó không được. Đó, phải mua cái cọ giống nhỏ nhỏ thôi, nhỏ nhỏ giống vậy, nhưng mà cái lông này nó quan trọng, phải lông thú, lông bằng lông con chồn đó, thì mình chấm bông nó không có bị làm tổn thương cho cái bông của cái trái của cái bông, thì lúc mình chấm bông nó không có làm hư cái nhụy đó. Còn cái ly này để làm gì các bạn biết không? Cái ly này để mình hứng cái phấn của nó, cho nên khi lúc mình vừa chấm mà vừa hứng cái phấn cho nó rớt xuống đây. Nếu mà mình thiếu phấn thì mình dùng cái phấn trong ly này mình chấm vào cái bông. Hai cái này là rất là quan trọng để mà chấm bông mãng cầu. Bông mãng cầu thì nó là một hoa lượng tính, chính vì nó lượng tính đáng lý ra là không cần chấm như những loại hoa khác. Nhưng mà hoa mãng cầu á, nó không có nở bung ra lúc mà nó đang thụ phấn. Lúc thụ phấn thì nó lại nhỏ, nó hé 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 cho nó không nở to ra. Cho nên có hai cách lấy phấn. Cách thứ nhất người ta thường lấy ấy, thì đây là cái bông cái nè, còn đây là bông cái, còn đây là cái bông đực nè. Bông đực là bông nở tàn rồi nè. Đó. Đây bông nở tàn rồi. Cái cách thứ nhất người ta thường lấy thì người ta rút cái bông đực nè, rút cái tàn của bông đực ra nè. Đó. Rút nó ra. Thì cái phấn rủ vào trong ly. Cách thứ nhất. Đây là cách thứ nhất mà người ta lấy ly phấn nè, phấn nó nè, rụ 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 cái phấn rớt ra, phấn nó nằm đây nè. Đó là cách thứ nhất họ lấy hoa lấy phấn. Cầm cái video nó khó quay quá. Đây là cái hoa cái này các bạn, cái hoa cái thì nó ai ấp vậy đó, hé hé vậy đó, nên không có con gì chui vô được hết đó. Ong thì có kiến thôi, mà cái hoa này nó không có mùi thơm, nó không ngon làm sao con kiến nó cũng thích, nó không vô. Còn bên cạnh này á, là cái hoa đực nè. Đây là cái hoa đực, cái này là hoa đực. Hoa đực là cái hoa nó hoa cái nó nở tàn lúc mà nó hé hé là người ta kêu là hoa cái, lúc nó tàn vậy là người ta kêu là hoa đực. Nhưng thật ra nó là lượng tính, hoa hoa này nó là lượng tính, nó vừa đực vừa cái. Nhưng mà khi do ảnh khó đậu trái quá nên họ phải thụ phấn bằng nhân tạo. Bây giờ cái cách thứ hai mà mình chỉ cho các bạn, cách thứ nhất nè. Cái thứ nhất là họ nắm cái này, họ rút nó ra thì cái phấn họ rủ ở trong cái ly. Còn cách thứ hai mình chỉ với các bạn là mình dùng cái ly mình hứng bên dưới cái hoa. Sau đó rồi á mình mới dùng cái cọ này mình chấm nó thêm một lần nữa. Dùng cái cọ này mình chấm nó thêm một lần nữa và mình quấy quanh cái là phấn nó rớt vào trong ly.
đó, phấn nó rớt bông ly. Thì cái cách này á, làm cho cái bông nó đậu trái an toàn hơn, nó không bị tổn thương trong quá trình nó thụ phấn á. Thì cái này nè, nó nuôi cái trái, nó che cái trái khỏi bị nắng bị mưa, khỏi bị con này cắn con kia ăn đó. Thì cái trái nó sẽ to, nó tròn đẹp hơn, nó đều hơn, nó không bị móp méo. Còn mà thụ phấn bằng cách thứ nhất á, người ta nắm nguyên cái đài hoa này rút nó ra à, giống như vậy này. Họ rút ra đó như vậy á, rồi họ mới rủ vô trong cái ly đây, rồi bắt đầu họ mới rủ cái phấn vô trong cái ly. Cái phấn nó nằm trong này nè đó, phấn nằm ở bên trong đen đen đen, nó nằm quanh ở đó. Bây giờ nó rớt phấn, hồi nãy mình vừa khơi rớt phấn, rủ vô trong ly như vậy thôi là xong, vứt cái vỏ. Nhưng mà rồi làm cách này thì nó tổn thương cái trái cái này đó, tổn thương cái trái này cho nên nó cũng không có hay, cách này không hay. Nó tổn thương cái trái này, bây giờ cái trái này bị phơi nắng này, nó sẽ bị hấp nắng, nó không có tốt. Cho nên lấy phấn bằng cách rút cái tai hoa nó ra, cánh hoa ra là không tốt. Bây giờ mình buổi sáng hoa đực rất ít, cho nên mình bây giờ mình đi kiếm lấy một ít hoa đực để lấy phấn. Hoa cái thì rất nhiều mà hoa đực thì không thấy đâu cả. Này, hoa cái nè các bạn. Đó. Đây này này, nhưng mà tìm hoa đực giống như hồi nãy để mà lấy phấn cái đủ để mà chấm á. Thì tìm à đây có đây nè. Đây có cái hoa hoa đực này là rất là rõ ràng nè. Để mình đó phấn đó nè. Mình quay cận cảnh. Nó focus chậm quá. Sáng nay sao cái video nó focus sao nó không rõ. Trời không đủ sáng sao. Đó, đây gần quá nó không có focus vô được. Đó, cái này cái phấn nó rõ ràng nhất ấy. Đó. Đó, cái phấn này nè. Đó. Rồi bây giờ mình lấy cái ly mình hứng bên dưới. Luôn hứng vậy này ha các bạn. Lấy cái ly mình hứng bên dưới. Cái phấn dư mình bỏ tủ lạnh mình cất để dành lại bữa khác đó. Mình hứng bên dưới như vậy xong rồi mình lấy cái đâu rồi, mình lấy cái cọ nè, mình lấy cái cọ mình chấm thêm một lần nữa cho cái bông này, rồi mình vừa mình quấy 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 cho cái bông cái nhụy nó rớt xuống cái ly. Cái này phương pháp này thì tốt cho cái trái, vừa có cái phấn mà vừa đậu thêm một lần nữa, chấm thêm một lần bông, một lần nhụy nữa cho nó chắc chắn là nó đậu trái. Mình không nên rút cái cánh hoa ra, giống như phương pháp thứ nhất rút cánh hoa thì nó cái trái nó bị phơi nắng, nó nám nó đen đi, nó không tốt. Bây giờ mình dùng cái cọ mình mới chấm nó đó, mình chích qua bên cái bông cải này. Nói bông cải thì bông cải thật ra cái hoa này hoa lượng tính, nó vừa đực vừa cái. Lúc nó he he này là nó đang thụ phấn nhưng mà nó không có cái phấn bung ra, nó không nở bung như cái lo bông khác. Cho nên không đậu được. Đến khi mà nó bung ra giống cái bông này á, thì phấn nó rớt thẳng xuống, nó không có dính một cái giữa. Nên nhờ con ong con bướm gì đó nó bò qua đây không nó mới đậu phấn, nhưng mà cái hoa này nó không có mật thì sao, nên bướm ong kiến thì nó cũng chẳng thèm. Cho nên bắt buộc mình phải thụ phấn nhân tạo thôi đó. Nó nở nhiều lắm các bạn, nhưng mà cái bông sáng nay kiếm bông 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 đực kiếm cũng khó. Bây giờ mình phải sử dụng lại cái phần mình mới khơi rớt hồi nãy thôi. Mình lấy cái cọ nè, cầm một tay cầm video, một tay cầm cái đó, bắt đầu mình dùng cái cọ nè. Mọi các bạn thấy không, cái cọ nè, đó, dùng cái cọ chấm vô trong này, quẹt 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 vào đây. Mình tay cầm cái máy rồi, máy quay phim rồi, cho nên
Có, rồi bắt đầu mình chấm vô cái bông bông cái đã đẩy nó vô đây thôi. Bông người là bông cái nên mới hé hé là cái bông cái thôi, thật ra bông là lưỡng tính. Mình chọt vô mình xoay xoay cái cọ chút cho nó giống như con ong mà đang bu vậy đó. Rồi. Thế thôi, rất là dễ dàng nhưng mà xác suất đậu 99% các bạn. Còn mình không chấm là xác suất nó đậu dưới 1%. Lý do là mình nói đó, đó. Bông nó nhiều lắm nhưng mà nó không chấm là nó rụng thế này. À, đó, hàng 4-5 con bông rồi, ha. Nhưng mà còn đây nè, mà mình không chấm là nó rụng hết. Còn mình chấm thì đậu 90%, hơn 90%. Còn mà không chấm là nó đậu dưới 1%. Vậy nha. Đây là cái hoa cái này. Cái hoa cái này nó nở he he, nó e ấp lắm, giống như cô gái mà mới 19 đôi mươi á, e thẹn e dè lắm. Còn đây là phấn hoa mình chấm sẵn ở trong ly nè. Bây giờ mình nhả lọ chích vào cái giữa cái kẽ he he này nè, đó. Mình chích thẳng lên. Đó, ở trong ở giữa là có cái đài hoa. Cho nên mình nhịp nhịp vậy để cho nó và xoay 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 cái cọ cho nó đều cái phấn nó dính đều cái phấn lên trên cái đài hoa, bảo đảm một phát một là thụ thai thôi. Lộn, đậu trái đó, vậy đó. Cô gái cái này làm kêu là bé bé hoa đó. Hoa này nó nở, nhiều khi nở buổi sáng, nở buổi trưa, nó nở buổi tối, nhiều khi nó là buổi sáng, buổi chiều nó nở thành bông đực, nó toe ra là thành bông đực. Rồi nhiều khi buổi trưa là nó cũng nở, thì buổi chiều nó lại nở toe ra thành bông đực. Còn mà nở buổi tối thì sáng ra nó thành bông đực, giống như cái hoa này, cái hoa này này, đó, hoa này là nó nở hồi buổi tối nè, bây giờ sáng nay ra nó thành một cái hoa đực này. Đó, bây giờ mình chấm lại nó một lần nữa. Mình lấy cái cọ này, lấy đầu cọ này, mình quậy quậy quanh cái bông á, là cái phấn nè, cái phấn nó nằm đây nè đó, mình quậy quậy cái phấn nó rớt xuống cái cọ, nó dính cái cọ này, mình chấm chấm lại ngay cái đài hoa thêm một lần nữa cho chắc ăn là nó sẽ đậu. Lúc nó hé hé mình chấm lần, rồi lúc nó tàn mình chấm lần. Lúc mình chấm này mình hứng cái ly ở dưới các bạn, cho nó rớt cái phấn hoa xuống dưới cái ly để mình dự trữ. Nhiều khi mình hết phấn thì mình lấy phấn đông ly, lấy phấn đông ly mình chấm cái cọ hồi nãy mình chấm là nó lại dính phấn rồi nè, cho nên bây giờ mình chích qua cái hoa cái nè đó. Cái bé này he he vậy đó, cho nên nó ong mật gì nó không có chui vô được đó. Nó không thụ phấn được, cho nên mình phải chọt 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 vậy á, cho và xoay xoay cái cọ cho nó đều cái phấn, cái đài hoa nó dính đều phấn thì cái trái nó sẽ tròn. Đó. Bây giờ mình hết phấn rồi, bây giờ mình lại lấy phấn ở trong ly, mình lấy phấn ở trong ly này, mình chấm chấm thôi, quẹt 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 chấm 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 vậy nè đó, thì cái phấn tự động đó, nó dính vào trong cái đầu cọ đó nè. Rồi bắt đầu mình chấm vô lại cái hoa cái nè đó, bé này cũng he hé thôi. Chiều nay là nó sẽ nở toe thành bông đực á, cho nên chiều á mình lấy phấn á, thì mình lấy lại cái phấn của cái bông này, mình cũng chấm chấm quẹt như hồi nãy á, mình quẹt 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 sơ sơ qua để cho nó đậu phấn một lần nữa cho chắc ăn. Nhiều khi lúc nó hé hé này mình chấm nó vẫn đậu chưa đều, cho nên chờ chiều nó nở toe ra mình quẹt lại sơ qua một lần nữa để cho nó chắc ăn, là nó dính phấn đều, là nó cái trái nó sẽ tròn, nó không bị móp méo đó. Cái video này nếu mà thấy thích thì bấm like nha các bạn, bấm like, với nếu chưa bấm đăng ký kênh thì bấm subscribe để đăng ký kênh ủng hộ video của mình ở bên dưới nhé. Ở bên dưới cái video có cái chữ like với chữ subscribe đó, thì các bạn nhớ bấm vào ủng hộ mình nhé.